Giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu. Hôm qua thì mình chỉ mới sắp xếp cho các bạn coi thôi nha. Coi nha. Coi bắt đầu tập phim nè. Dạ, dẹp tàu lên giường ngủ thôi. Mẹ, mẹ. Dạ con. Hôm nay con sốt quá. Đầu con đỏ luôn nè, coi nè, đầu con mồm nấm luôn nè, đầu con đỏ với lại nấm nữa nè, để mình dẫn dẫn con đi bác sĩ ha. Dạ con thích chụp tờ, mình sẽ bỏ bỏ đôi giày của búp bê vô trước nha, bỏ ca sĩ vô trước. Xong rồi này bắt các bạn. Xong rồi mình sẽ mang cái đôi giày tiếp tục khác. Xong rồi, đã xong rồi nè, bây giờ mình xanh. Xong rồi, bạn đó thì đợi ở đây, rồi mẹ sẽ mang. Xong rồi, dạ, mẹ đi xem nha. Mẹ đi, mẹ dắt con đi nha. Được rồi. Dạ. Rồi, con đi với mẹ nè. Rồi, mình sẽ đi tới Nắm tay nhau mà đi. Đi thôi. Bác sĩ Rồi, ơi, mẹ bác đứng sĩ. đây đợi con vô con hỏi để bác sĩ tới rồi mẹ hỏi bác sĩ nha. Bác sĩ ơi, bác Ừ. sĩ. Hả? Cháu sốt tối giờ nè bác sĩ ơi. Ừ. Ta biết rồi. Dạ, tôi sẽ cho bé nằm nằm lên giường nghỉ ngơi nha. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Thôi, con cố gắng nha con. Này, đi vô đi rồi bác sĩ cho con nằm lên giường. Đây nè, giường. Coi cô. Coi, Sao ạ? phòng chị số mấy? Dẫn dẫn con bé đi 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 vô bác sĩ phòng chị cho máy. Dạ 204 ạ. Được rồi, đây là ta đi sao chị. Dạ. Xong rồi nè, đây Rồi, nè, để mẹ vòng con lên nha. Rồi. Đẩy mình lại đi, rồi bác sĩ khám cho. Con ơi, con đỡ chưa? không đỡ mà mẹ. Sao vậy? Mẹ cứ đỡ hoài. Dạ không sao, không sao. Rồi mình để đây. Nói mẹ, mẹ. Ừ. Nói mẹ. Giờ bác sĩ đến chưa? Khám bệnh cho con. Rồi bác sĩ tới rồi đó con. Rồi. Bé bị sốt, tại vì bé ăn nhiều gà quá. Vậy á hả? Vậy ăn cái gì cho nó healthy vậy bác sĩ? Ăn nha, mỗi ngày ăn cháo xong là ăn nha, với lại cà rốt. Xong rồi bé tập thể dục, xong rồi bé cần một chút xíu cho khỏi bị mờ mắt, cho khỏi bị lấy một một cái đó mình che lại nha. Mỗi ngày mình chỉ coi 10 phút thôi nha, Dạ. mình chỉ coi 5 phút thôi chứ đâu phải 4 phút hay là đau hết. Rồi, cảm ơn bác sĩ. Con ơi.
Con ơi, hả? bác sĩ mới dặn con đó, con nhớ nha. Bác sĩ nói gì nè? Bác sĩ nói là ăn uống, ăn phải ăn rau củ rồi ăn nho cho cây chủ quả nè, không có nhiều. Để coi cái bụng của bé thử. Dạ, bác sĩ coi đi ạ. À. Trời ơi, nhiều bánh kẹo ngọt quá. Để bác sĩ dùng máy siêu âm để lấy hết cho. Vậy hả bác sĩ? Rồi bác sĩ làm đi ạ. À. Tôi đứng đây tôi đợi nha. Được rồi, đợi đó cái tay trước. Ôi trời, tay của bé đau, tay của bé gãy luôn rồi đó. Con nè. Nè, nguy hiểm quá. Giờ phải bóp bột lại thôi. Cảm ơn bác sĩ. Giờ tay sẽ lấy cái tay. Tay sẽ lấy tay đọt. Đây là màu trắng nha. Đây là màu trắng. Đây là màu trắng. Đây là cái cậu. Đây. Ui, khó lạnh quá mẹ ơi. Rồi, bác để bác sĩ lấy cái khăn lên giùm cho. Dạ, bác sĩ sẽ lấy cái này là bác sĩ. Để bác sĩ thì bóp bột lại cho con nha. Đây nè. Chíp chíp. Xong rồi á. Xong rồi đó con. Cảm ơn bác sĩ nha. Không sao. Nó có thể bỏ vô lại. Bác sĩ coi thử. Ui dơ quá. Để bác sĩ lau lại đã. Lấy nước lau. Rồi. Đây. Chụp. Rửa. Xong. Xong rồi. Tên của bé là gì vậy? Tên của bé là gì vậy? Tên của bé là LOL. LOL để chị viết tên. Xong rồi ạ. Dạ. Để bác sĩ sẽ thì dẫn bé đi xong bác sĩ nha. Dạ. Được rồi. Đi xem mẹ nè con. Đi xem mẹ đi. Nắm tay mẹ đi. Bắt đầu đi xem. Đi xem. Đây. Đi xem. Đi tá mà dẫn. Đi thôi. Xong rồi nè. Đây là phòng của bác sĩ. Dạ con bé hãy nằm trên giường đi. Giờ chị phải nằm. Nằm với lại bé, chăm sóc bé hả? Xong rồi, hay là cả chị có em bé rồi thì nói em. Xong rồi chị sẽ qua rồi bác sĩ để nằm em bé qua đây cho giúp nha. Dạ. Rồi. Giờ chị phải ở đây 5 phút. Giờ chị ngủ chỗ đây với con bé. Khi nào 5 phút nữa thì chị mới được về nhà với để con bé ở đây. Xong rồi khi nào bé khỏe rồi chị đón con bé
con bé về khi nào không khỏe thì chị sẽ không chị khi nào không khỏe thì chị không qua nha. Dạ rồi, xin chào các bạn đi, mình đã review món đồ nè và đã khám bệnh xong rồi. Rồi đi thôi chị. Rồi tưởng lo con bé. Dạ rồi uống nước thôi nè. Dạ mẹ em sẽ lấy nước cho chị. Tại vì chị thấp quá. Nè con bé uống nha. Cảm ơn mẹ đã nước cho con. Không có chi đâu. Giờ mẹ sẽ uống luôn. Nước này ngon quá à. Lúc này là nước gì vậy bác sĩ? À lúc này là nước trâu á. Nhất nhanh ngon quá. Để uống nước thử. Nước có ngon ta không? Để nước không có ngọt. Để uống thử. Ủa không ngon luôn. Con uống thử đi. Không có ngon. Tức thì lúc này là nước gì mà không ngon vậy? À đó là nước sánh. Nước sánh hả? Ủa nước sánh mà lúc này mình không uống mà. Uống nước sánh mới uống nước sánh rồi. Rồi bây giờ con chào các bạn đi. Chào các bạn nha. Mình hẹn gặp lại các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn. Hãy subscribe chơi tên mình nha. Hãy subscribe tên mình nha. Bye. Tên của mình là gì? Tên của mình là Kim Channel. Bye. Tên của mình là Kim. Noel. Noel. Dạ. Noel Channel. N-O-N-O-E-L. L. Yeah.